luộc. Xin chào anh chị và các bạn. À, rất vui là được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường hôm nay của Finansac. Và mình là Châu Phạm. À, chúng ta đã có một tuần giao dịch cơ uh, bản là căng thẳng và cũng có đâu đó là cái sự mệt mỏi khi mà chúng ta cứ mỗi ngày uh, phải chứng kiến các chỉ số dẫn dắt toàn cầu leo dốc ba tuần nay rồi. Uh, chúng ta cứ có những cái thời điểm mà giá giảm. <laughs> thời điểm mà giá giảm điều chỉnh là những thời điểm mà sau đó thì uh, nó cũng có kéo lên đó. nhưng mà sau đó thì vẫn là điều chỉnh đúng không ạ và rõ ràng là đến thời điểm này thì trong cái tuần gần nhất ngày hôm nay thì chỉ số chứng khoán nói chung là đã có sự cải thiện mình xem thử cái dữ liệu của bên uh, uh, investing thì cũng có thấy là các chỉ số đang phục hồi uh, đang phục hồi thôi mang tính kỹ thuật thì đây cũng là một uh, ý cho thấy là cái, cái mức độ mà phục hồi của các chỉ số lớn này này trong buổi tối hôm nay và sáng ngày mai thì có thể là chúng ta sẽ kỳ vọng đâu đó là có sự phục hồi nhất định về mặt kỹ thuật đối với các vận động của chỉ số. Nhìn chung thì điều kiện thị trường hiện tại nó đang ở trong một trạng thái là khá nguy hiểm. Ở chỗ là với những cái dẫn dắt như cái cổ thị trường lớn là chỉ số SPX đi. Thì chúng ta hãy nhìn vào yếu tố liên thị trường anh chị cũng đã thể thấy là cái sức nóng của thị trường đang phải một cái hơi nóng rất mạnh và cũng rất lâu rồi chứng mất cả chứng kiến là một trong khoảng thời gian 3 tháng liên tiếp từ tháng 1 cho đến uh, nay là hết tháng bắt đầu sang tháng 3 rồi là chúng ta từ cái vùng 4 còn có 4 4100 4.100 tức là chúng ta mất khoảng 7 800 điểm từ cái vùng đỉnh của chỉ số SPX nhưng mà đây là mới là một chỉ số thôi còn các chỉ số dẫn dắt của thị trường toàn cầu nó cũng bị điều chỉnh tương tự như vậy thì cái nguyên nhân thì chúng ta không nhắc đây đây nữa đó là cái cuộc chiến tranh rủi ro kinh tế rủi ro chính trị đã có rồi nhưng bây giờ mình muốn nói về cái câu chuyện khác đó là cái dầu ấy nó đang trở thành một cái vũ khí trong cuộc chiến tranh kinh tế lần này à, dầu chứ không phải là những cái sản phẩm nào khác mà đây là cái nguồn năng lượng gần như là động vào nga là động đến dầu rồi À, vì cái quốc gia này là quốc gia mà cung cấp uh, năng lượng hoạt động kinh tế của hầu hết các khu vực của châu âu à, đó do vậy là khi mà động đến nga thì bản thân uh, các quốc gia châu âu cũng đã biết là một điều là sẽ cần phải có sự cải thiện ở mặt năng lượng à, thứ hai nữa là cái tác động của giá dầu ấy thì uh, cũng có tác động cũng khá tiêu cực cho đến một số các quốc gia cũng phát triển à, nhưng mà một lúc nữa thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận xem thường là quốc gia nào bị ảnh hưởng nặng nhất chưa chắc đã là mỹ hay là nhật đâu và có thể là đâu đó là việt nam chúng ta cũng sẽ có một dấu hiệu và hưởng lợi cơ thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận vào góc, góc độ thị trường làm như lần này <laughs> uh, chúng ta cùng nói lại nào. Ở trong cái thời điểm gần đây ấy, thì có thể nói là mỹ hôm nay mới cấm về nhập khẩu dầu từ nga uh, các các cái sản phẩm dầu cấm đầu tư vào công ty dầu của nga ở khu vực này thế thì bây giờ phía nga họ đang tìm cách là chuẩn bị cấm uh, xuất khẩu những cái mặt hàng liên quan đến kim loại quý mà chỉ có Nga mới có, đặc biệt là những mặt hàng như là palladium hay là nickel, nickel các thứ cũng đều 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 ảnh hưởng khá là trực tiếp đến các thị trường khác, đặc biệt là cái hệ thống mà bán dẫn cũng như chip điện tử để làm các trang thiết bị linh linh kiện điện tử cũng như là pin điện ô tô. Như chung thì thì đây là một cái sự đứt gãy trong nguồn cung ứng. Và một cái ý sau đó nữa là khi mà khi mà phía các cuộc chiến tranh ấy, nó trở nên vô nghĩa hơn khi mà ban đầu là từ cái cuộc chiến tranh với ukraine với nga ở đây thì bây giờ nó đang mở rộng ra cuộc chiến qua lại giữa nga mỹ à, liên quan đến uh, cấm vận lẫn nhau đứt gãy chuỗi cung ứng kinh tế rồi những cái thứ mà nó đã khiến cho cái tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại à, đặc biệt là sau giai đoạn của phục hồi hậu covid hậu covid thì đây rõ ràng là một cái động thái không thích hợp à, mình đánh giá là không thích hợp vào thời điểm này À, đó là lý do tại sao mà dòng tiền nó khá là hoảng loạn trong hệ thống uh, tín hiệu của finasac mà anh chị dùng bản, bản com finasac.com thì uh, mình cũng hay sử dụng cái hệ thống này để chúng ta có một cái dữ liệu tốt hơn uh, về góc độ của thị trường liên, uh, liên thị trường ở đây thì cũng cũng là cái sản phẩm đầu tiên của việt nam có ai uh, đang được ứng dụng tại thị trường toàn cầu thì uh, cũng Cũng đây hệ thống Spark money là cũng đã đưa ra được rồi uh, mình sẽ show đây luôn anh chị sẽ thấy là cái sự hoảng loạn của dòng tiền hiện nay như thế nào Chỉ có thể thấy là à, Gần như là toàn bộ các chỉ số của các thị trường châu Âu, trường lớn à, Các chỉ số dẫn dắt thì đang ở trong cái vùng gọi là vùng yếu weak. Cái vùng yếu này ấy, nó hiện ra rất là rõ là hiện nay lượng tiền không vào chứng khoán Thậm chí là những cái chỉ số nói chung là đánh nhau và sau hiện tượng phục hồi ấy, Thì nếu như hôm trước thì chúng ta còn vẽ là các chỉ số đang ở trong khu vực trên này, đang ở trong vùng improving Thậm chí là leading thì bây giờ nó đang ở trong vùng wick và thậm chí là có một số chỉ số là cắm đầu luôn ví dụ như là nordic của uh, na uy này hay là dash của đức này chúng ta cùng xem là chỉ số dash nhé thì anh chị sẽ thấy là cái tác động từ phía cắt dầu với châu âu nó nặng như thế nào à uh, <laughs> xem dash đây uh, dash là cái đất đất uh, lần thì đây năm uh, 2020 thì cũng bơm tiền dash cũng tăng và sau đó là bê... trong một hai tuần từ cái vùng mà mười sáu về lại vùng 12.000 từ mức 4.000 thì cũng về thì trường còn gấu rồi các các quốc gia khác nói chung là bây giờ các cái cổ phiếu tốt hay xấu đều bị điều chỉnh cả thì uh, nói như vậy thì bây giờ chúng ta giao dịch như thế nào nếu mà chúng ta không giao dịch cổ phiếu thì giao dịch cái gì thì mình cho rằng là điều kiện thị trường hiện tại ấy, nó không phải là là quá là tiêu cực để chúng ta không có thể giao dịch được đâu bởi vì là anh chị nhìn thấy như thế này trong hệ thống copper tức là hệ thống về la bàn tài sản của Finansat cũng đưa ra khá là rõ cái sản phẩm mà mà đang đỉnh cao nhất là vàng khi mà rủi ro đánh nhau các thứ thì vàng tăng mà trong một cái động thái là vàng tăng khi đô tăng thì ở đây có một cái bài toán đặt ra khá là hay là anh chị để thấy là giá vàng ấy miếng loại g đi và giá đô đi usd thì hay là được định giá bởi nhau ví dụ như là giá đô mà tăng ấy thì giá vàng nó sẽ giảm và ngược lại nhé giá vàng tăng ấy, thì giá đô nó giảm thì lý do là tiền chuyển từ đô sang vàng này hay là chuyển từ vàng với đô thì bây giờ nhà đầu tư họ, họ cầm cái đô và cầm cả vàng tức là sao ạ tức là nó đang có một cái trạng thái là mất cân bằng ở đây à, vì sao nó có trạng thái mất cân bằng này vì một số nhà đầu tư thì họ cho rằng nên cầm tiền mặt bởi vì là chuẩn bị là kết thúc rồi những cái rủi ro thì chính trị đã, đã qua rồi và qua đó thì cái tiền mặt này nó sẽ nhanh chóng đổ vào thị trường chứng khoán đây và một số nhà đầu tư thì họ không còn tin vào cái điều này nữa và họ chuyển sang vàng thôi và đó đó là lý do tại sao mà họ không không để bitcoin Uh, từ bitcoin chuyển sang vàng luôn và đó là lý do tại sao bitcoin thì bị khá là đuối trong khi vàng tăng đây thì cái bình thông nhau mà uh, với điều kiện kinh tế thì các bình thông nhau nó cũng thế cái cái thị trường bitcoin ấy, hay là thị trường tiền điện tử nói chung ấy, bị điều chỉnh giảm rất sâu uh, đã từng kỳ vọng là thị trường này là một thị trường có có khả năng là hạn chế lạm phát nhưng cuối cùng là bitcoin không phải là thị trường này mà cuối cùng là thị trường vàng nhưng mà giá vàng hiện nay đang tăng lên khoảng là 2.600 rõ ràng là nhà đầu tư cho dù thế nào đi nữa thì họ vẫn muốn những cái gì cầm nắm trong tay đúng không ạ chứ không phải là một tài sản mang tính vượt trội hay là một tài sản ảo thì đó thì đó là lý do tại sao mà mà vì sao vàng tăng và đô vẫn tăng thì nó rất, rất đơn giản như vậy thôi chỉ cần một cái la bàn tài sản như thế này chúng ta thể giải thích được ngay là đây là lý do là vàng cầm này, cầm đô này thì bây giờ ấy, là khi mà nó đang ở trong một trạng thái là hết cỡ rồi hay là trong trạng thái tăng trưởng hết mức thì lúc này chúng ta sẽ có một trạng thái là gì ạ? đó là lượng tiền này sẽ dồn về về cổ phiếu hay là lượng tiền này sẽ dồn vào bitcoin khi nào? khi thứ nhất là cái cuộc chiến tranh giá dầu này nó nó chấm dứt cái cuộc chiến tranh giá dầu này cho dù thế nào nữa nó sẽ không phải chấm dứt một sớm một chiều chúng ta nhìn vào cái việc mà giữa nga với cả uh, giữa nga với cả mỹ ấy, cứ đưa nhau uh, hạn chế cấm vận lẫn nhau nó đã khiến cho có hai cái tài sản mà hiện nay đang nằm ở trong khu vực uh, khu vực này uh, đang bị chiếm đóng này thứ nhất là nickel liên quan đến việc là nga không không đưa thêm không cho xuất khẩu về các cái cái nguyên liệu để mà chế tạo. trong khi đó thì phía gas tức là cái khí uh, khí đốt cái đường ống Nord Stream 1 Nord Stream 2 của đức hiện nay cũng đang bị uh, bị uh, ngưng và do vậy là đó là lý do tại sao mà chỉ trong một tuần tính từ uh, xin lỗi là trong từ ngày 23 tháng 2, uh, đúng rồi uh, chúng ta ngày 23 tháng 2 thì trong khoảng một giai đoạn hai tuần thì cái đất ga này nó tăng 130 trăm trong khi đó là nickel là tăng lên đến khoảng là hai rưỡi phần trăm với à, thị trường Ukraine thì chúng ta có thêm à, sản phẩm về lúa mạch nữa lúa mì nữa thì cũng tăng lên là 51 dầu brand thì tăng lên 47 dầu thường thì tăng lên 35 phần Palladium sản phẩm ở nước Nga mạnh nhất xuất khẩu toàn cầu 40 thì là tăng lên khoảng 20 30 phần trăm thì uh, nhìn vào đây có thể thấy rất rõ là hiện tại thị trường nó đang ở trong một trạng thái uh, mình xin phép dùng từ là hơi điên khùng. Uh, khi mà chúng ta phục hồi hậu Covid-19 thì thay vì sản xuất thì chúng ta lại đi cất cất dấu uh, đó là lý do tại sao mà các chỉ số chứng khoán, giá dầu đang tìm đến vùng tiêu cực. Thì hôm nay mình để ý là cái chỉ số giá dầu ấy nó đã tăng lên cái vùng ngưỡng của bốn 140 đô một thùng. Cái ngưỡng này nó nhắc lại cái ngưỡng của 208 thật ra là cũng thời điểm là cũng 140 đô thì à, hôm nay bóc tách lại à, lại loại trừ đi yếu tố lạm phát ấy, thì mình thấy rằng là cái cái giá dầu cái giá dầu mà hiện tại nó đang ở cái mức nào 208 thì thực tế ra là chúng ta cũng đang bị lạm phát bởi vì bởi vì covid 19 mà do vậy là nó mới đang ở trong trạng thái của 132 đô thôi còn nếu mà chúng ta loại trừ lạm phát là real term ấy, thì lạm phát nó sẽ lên là cái vùng của 160 đô tức là sao bây giờ đến còn khoảng thực tế là dầu đã còn còn được khoảng 20 đô nữa à, giá dầu dầu Brent còn được khoảng 20 đô nữa để chạm đến cái vùng gọi là cảnh báo giới hạn đỏ cái vùng này sẽ kích hoạt một cái hệ thống à, gọi mình xin phép dùng từ là suy thoái kinh tế nếu mà trường hợp mà dầu lên 160 đô thì bây giờ đã là 140 rồi còn lên 160 được hay không thì mình chắc chắn là nếu trường hợp mà các quốc gia không không kiềm chế thì nó sẽ lên đây và khi nó lên đây rồi thì cái rủi ro về 2 khai lẻ là khá lớn thì uh, đó là một cái uh, điều mà chúng ta đã cần phải chấp nhận thôi uh, những cái gì mà đang diễn ra thì nó cũng đã diễn ra rồi và chúng ta cần chấp nhận và qua việc chấp nhận thì chúng ta sẽ có cách để giao dịch một cách an toàn và hiệu quả hơn ví dụ như anh chị theo dõi cái bài video của các anh em trong Finashark ấy thì anh chị sẽ thấy là uh, từ thời điểm mà, từ hôm chủ nhật nhiều anh em các anh em trong đội cũng đã chia sẻ chúng ta nên tập trung vào thị trường hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Càng biển các thứ chúng ta có lúa mì ở uh, chúng ta có Metro gas ví dụ khí ga đi chúng ta có thêm uh, bạc uh, có thêm đồng sắt thép đủ các loại trong này thì uh, để mà xem được dữ liệu này anh chị cứ vào chấm com cũng có thể xem được nhé commodity uh, đó, thì chúng ta có thể xem được cái dữ liệu này nhưng mà nhìn chung thì chúng ta cũng đã nhìn đây rồi thì cũng có thể thấy rõ là thị trường hàng hóa tiếp tục là điểm nhấn đó là lý do tại sao mà hôm nay rất nhiều cổ phiếu hàng hóa ví dụ như Uh, NKG phục hồi trở lại thậm chí tăng này, hay là với HPG này, thép đúng không? Cũng không, không bị mất quá nhiều HSG cũng thế. Thậm chí là NKG là chúng ta nên để ý thêm vì đây là cái vừa hưởng lợi từ xuất khẩu vừa hưởng lợi từ sản xuất thép, uh, từ nhập khẩu bán thép. Và ngoài ra thì một ý nữa liên quan đến thị trường đó là những cổ phiếu về hóa chất. Nữa. DPM này, DCM này, mình cũng khuyến nghị trong room hay là cổ German Debt này, hay là HAH cũng thế. Nói chung ấy là những cái cổ phiếu mà hưởng lợi trực tiếp và và chúng ta nhìn thấy rõ chúng ta không có lý do gì chúng ta lại không giao dịch cả. Nhưng mà giờ chúng ta giao dịch như thế nào thì chúng ta cần phải có một số các cái lý do cơ bản đứng phía sau. Với thị trường chứng khoán, với thị trường Mỹ nhé, thị trường dẫn dắt nhé, thì đang là một cái tính cảnh báo sớm rồi. Tức là thị trường bắt đầu bước vào pha suy thoái. Nó lặp lại thời điểm này, này. thời điểm mà năm 45, năm 48. Thậm chí là năm đây này, nó đang đang mô phỏng thời điểm của năm tháng tháng 8 năm 2020 cũng như cũng như vậy. Thì sau đó là một cái cái mức chuyển pha uh, chuyển pha về cái vùng thấp. Đó. Uh, sau này thì bây giờ chỉ số của inflation statistics S&P S&P 500 nó đang ở trong trạng thái này thì ở trong trạng thái này nó nhắc đến một trạng thái là chúng ta đang ở trong một cái khu vực chuẩn bị cho recession và đây là dữ liệu của fidelity thì cái bảng này cũng khá là phức tạp nhưng mình có thể khẳng định rõ một cách khá đơn giản thôi đó là chúng ta đang chưa có động lực để tăng trưởng và thậm chí là fidelity cũng đã cho ra rất rõ là cái áp lực à, lạm phát nó sẽ là cái cái điểm cảnh báo lùi cho chỉ số us thật ra các chỉ số về nhật này hàn này úc này canada này mỹ nói chung là đều giảm cả À, với thị trường việt nam của chúng ta thì đang ở trong trạng thái nào thì mình cho rằng là đang ở trong trạng thái này cũng đang ở trong trạng thái của những quốc gia vừa và nhỏ ví dụ là indo mexico brazil à, là đó kiểu như vậy thôi thì bây giờ với trạng thái của, của thị trường việt nam thì anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ không không bị giảm quá là nhiều thực ra là với các chỉ số ví dụ là brazil đi à, cboe brazil hay là chỉ số của brazil small cap ETF đi Thì anh chị sẽ thấy là nó nó không bị giảm quá nhiều đúng không ạ, à, chỉ số của bên uh, ờ uh, chỉ số thị trường nam mỹ kiểu như thế này nó cũng không bị giảm quá nhiều đâu hay là với chỉ số của mexico Đó, uh, chúng ta hãy cùng xem qua uh, AK mexico nhé thì hôm nay mình để ý thấy là những cái chỉ số của thị trường mà nhỏ nhỏ như thế này này đang ở trong trạng thái ấy, uh, vừa vừa như là chưa lên đỉnh ấy thì nó nó khá là giống với thị trường của việt nam đây là một yếu khá là hay chúng ta có thể quan sát trong những phiên giao dịch sắp đến anh chị thấy đúng không tức là thực ra nhé với thị trường của mexico À, và thị trường việt nam thì cái trạng thái khá là giống nhau à, vận động cũng thế cũng không, không bị mất nền hay là bị gì cả nói chung là những cái thị trường nhỏ nhỏ ấy, lúc này là đang ở trong một trạng thái khá là vững vàng đấy và mình không biết là nó sẽ có theo sau hay không mà hiệu, hiệu ứng lagging là như thế nào bởi vì là chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi nhưng mà chúng ta đang trong trạng thái giao dịch được thì chúng ta không tội gì không giao dịch cả à, khi mà thị trường rủi ro chắc chắn nó sẽ phản ánh nhưng mà phản ánh với thị trường như thế này ấy, mình đánh giá là rất ổn, à, nó không bị vi phạm quá là nhiều những, những cái mà chúng ta cần cần phải đưa ra à, bị mất một hai cây nến trong khu vực hiện tại khi mà thị trường quá xấu. Thế còn ví dụ như nó phục hồi lên trở lại vùng này thì chúng ta vẫn có kỳ vọng được nhé về lại đỉnh cũ đấy, chứ cũng không phải là chúng ta bị mất đi quá nhiều cái kỳ vọng này đâu. Và với chỉ số Vindex hay là chỉ số Vn30 cũng thế, nó cũng ở trong trạng thái tương tự như vậy. OK, thì mình không phải là động viên theo kiểu là chủ quan mà đơn giản là chúng ta hãy cùng xem qua các thị trường khác anh chị sẽ thấy là thị trường chúng ta cũng như là các thị trường mà đang ở trong trạng thái recovery, ấy, à, tức là trạng thái phục hồi ấy, nó khá ổn và do vậy là chúng ta vẫn chưa phải là quá tiêu cực nhé. Còn bây giờ mình xem, xin đưa ra một cái tiếp theo nữa là vì sao chưa tiêu cực? Đó là cái bài toán về cấm dầu từ nga đến mỹ và châu âu. Ấy. Thực ra là nếu như trường hợp mà tất cả quốc gia đều cấm thì nga à, sẽ bị căng thẳng. Nhưng rõ ràng là không phải như vậy mà chỉ có mỗi Mỹ thôi. Mỹ hôm nay đưa ra việc cấm thôi. Thế còn châu Âu ấy thì muốn muốn cấm nhưng mà phải cấm khoảng thời gian là 10 uh, từ đây đến cuối năm, tức là 12 tháng nữa thì mới bắt đầu cấm hoàn toàn. Lý do vì sao lại như vậy thì ở đây một cái video tổng, kết khá là hay. Ở đây chị nhìn thấy là đây là phía châu Âu này. Đây là phía thị trường Mỹ này. Ở trong châu Âu ấy thì cái lượng nhập khẩu với dầu nó rất là lớn mà chúng ta nhìn thấy ở đây Slovakia này, à, uh, Lithuania này, hay là uh, Finland, này, Poland này, uh, Estonia này, Norway này, Spain, uh, Germany đúng không? Latvia. Tất cả quốc gia châu Âu này thì nhập khẩu và phụ thuộc vào cái lượng uh, dầu rất là lớn từ phía Nga. Do vậy là để mà cái liên minh giữa Mỹ và châu Âu mà mà cùng cấm nhập khẩu dầu từ Nga, ấy. khó lắm. Và đó lý do tại sao mà phía châu Âu bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi vì cái uh, cái cái nội dung về cấm dầu từ Nga. Trong khi đó phía Mỹ vì sao họ cấm được ngay bởi vì là họ không nhập dầu từ Nga nhiều. Họ nhập dầu từ Canada. À, à họ nhập dầu từ Colombia, từ Mexico và từ Ả Rập Xê Út. Còn với Nga thì họ nhập từng này này. Tầm ở trên 500 thùng, 500.000 thùng một ngày. Thế còn thực ra là họ nhập từ Canada khá nhiều, đến khoảng 4 triệu 500 thùng. À, 4.500.000 thùng. Thì anh chị có thể thấy rõ là lý do tại sao mà Mỹ họ, họ tìm cách họ có cấm dầu nhưng mà trong khi là châu Âu không được và qua đó thì rõ ràng là nó làm yếu đi cái cái tính cấm vận và rõ ràng là đang có sự thỏa hiệp ở đây và khi mà có sự thỏa hiệp đấy, thì chắc chắn một điều là thị trường nó sẽ không tiêu cực à, như những gì mà chúng ta đang kỳ vọng hiện tại đó à, đó là lý do tại sao mà mình mới nói là chúng ta vẫn còn cơ hội để chúng ta giao dịch và vẫn còn cơ sở để chúng ta kiếm tiền và chúng ta kiếm tiền như thế nào thôi thì ở đây chúng ta hãy cùng xem qua một tí về vận động của thị trường việt nam nhé. thực ra là đang chịu tác động tiêu cực thì anh chị vào cái bản đồ giao dịch, bản đồ dòng vốn đấy vào thị trường việt nam anh chị sẽ thấy là như thế này. À, chúng ta gọi là tiêu cực thì cũng có đấy. À, thứ thứ nhất là chúng ta bị mất trụ trụ bất động sản này, trụ ngân hàng này. đó là lý do tại sao vn 30 dụng còn uh, ngược lại nhé những cái cổ phiếu ví dụ như nhóm dầu khí này, tăng quá mạnh rồi đúng không? hóa chất này, này hàng gia dụng này thực phẩm đồ uống này, y tế này cũng đều tăng cả. Thì nó đang là một cái bài toán là gì? Việc là cái bài toán hiện nay là chúng ta cần phải nhanh nhạy thôi. À, để mà giao dịch theo đúng cái gọi là phân tích cơ bản ấy thì với mình thì mình cho rằng là thị trường nó đang ở trong trong trạng thái không phải như vậy. À, những cổ phiếu rất tốt, à, những cổ phiếu mà cơ bản cực kỳ mượt mà nhưng mà cuối cùng là bị giảm khá sâu. VHM này hay là với VIX đúng không? VRE À, cũng đều bị mất đi những cái nguồn hỗ trợ mạnh cả những nhóm bất động sản bị rơi hết rồi hay là với nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng rất tốt mà VCB cũng giảm này CTG cũng rơi sâu này hay là TCB thậm chí là thì phong banh à, cũng không phục hồi nổi mà banh thì cũng càng không phục hồi nổi đấy nhìn chung là chúng ta đã đi quá là bị xa khi mà chúng ta à, cần một cổ phiếu nào đứng trụ thì bây giờ không có phải đứng trụ thì chúng ta phải tìm tìm thôi à, đầu tiên là chúng ta phải xác định rõ một điều là thị trường hiện nay đang rủi ro thị trường uh, chứng khoán hiện nay đang rủi ro và rủi ro thì nó cũng có cơ hội chứ không phải là có toàn uh, thất vọng cả đó là ví dụ như chúng ta biết rõ luôn là cổ phiếu ví dụ như tpm sẽ tăng mạnh thì liệu chúng ta có tham gia được hay không hay là với cổ dcm cũng thế hay là cổ xăng dầu dầu khí về gas đây uh, hay là về bsr bvd bvt BVS những cổ phiếu dầu khí chúng ta đều biết là tăng mạnh đấy nhưng mà liệu chúng ta tham gia không? À, đó đó là một cái câu hỏi đặt ra đúng không ạ? Thì cái mình để mình trả lời câu hỏi này ấy, thì chúng ta phải xem lại một số yếu tố về mặt cơ bản đã về mặt cơ bản thì góc độ vĩ mô thì ảnh hưởng của Việt Nam là có ảnh hưởng đến cái uh, yếu tố xuất khẩu, này, yếu tố nhập khẩu này, đây là trade balance cũng đang bị uh, thâm hụt này. Nói nói chung là nó không phải là yếu tố tích cực xét vào mặt vĩ mô trong tháng 2, thậm chí là kéo sang tháng 3. À, thứ hai nữa là một cái góc độ về thị trường thì bond, trái phiếu tăng, tăng lãi à, trong khi đó là lãi suất của phía ngân hàng trung ương họ không giảm thêm cũng đúng thôi bởi vì thị trường hiện tại đang khá là khó khăn và cái bond 10 năm của chính phủ, cái bond riêng 10 năm đang bắt đầu tăng lên 2.5% và thị trường chứng khoán thì gần như là có dấu hiệu là đạt đỉnh Ok, thế thì bây giờ cái rủi ro của thị trường là có Thế thì bây giờ chúng ta giao dịch như thế nào? Thì chúng ta cần phải xác định lại hai yếu tố, thứ nhất là cái dòng tiền lớn ấy rất lâu rồi hệ thống khuyến nghị Finasac mới cho thấy một điều là cái khuyến nghị của dòng tiền lớn ấy đang có một trạng thái là bán, không phải trạng thái là mua, thậm chí là bán thăm dò. Với chỉ số vn30 cũng tương tự như vậy ở trong trạng thái là bán khá là xa. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại nhé trong t30 trở lại đây, ấy, tức là trong còn một tháng giao dịch trở lại đây, ấy, thì cái trạng thái thị trường hiện tại nó đang ở trong một trạng thái gần như tạo đáy. Ở Đây. Đó, nó cũng về lại thời điểm 27 phiên trước là cũng thời điểm này hiện tại nó cũng như nhau thôi và bây giờ là chúng ta đang muốn làm gì ạ đang có một cái đường vòng cung đi lên thì đây mới là cái điều mà chúng ta kỳ vọng nhất và rõ ràng nhất đang thể hiện ra đây đó và chỉ cần nó cắt ngược lên so với đường này thôi là cái điểm mua chúng ta nằm đây à, và chúng ta cần thiết phải kiên nhẫn chờ đợi một tí mặc dù là quy rủi ro giao dịch hiện nay đang khá thấp rồi đó và bây giờ chúng ta giao dịch như thế nào thì chúng ta hãy cùng xem qua một tí nhé À, đầu tiên là với chỉ số của VN Index VN Index thật ra là không xấu mình khẳng định là một lần nữa là chỉ số này không xấu à, chúng ta hãy cùng nhìn vào dòng tiền thôi bây giờ là dòng tiền đóng vai trò quan trọng rồi test lại khá là chuẩn ở đường 382 thì bây giờ ngày mai nó một cây hồi là chuyện hết sức bình thường nhé cây hồi là chuyện hết sức bình thường và nếu mà trường hợp cây hồi tốt thì nó sẽ lên lại cái vùng 1513 do vậy chúng ta hoàn toàn có cơ sở lướt sóng à, lướt sóng ở đây và bây giờ chọn lướt sóng thì lướt như thế nào À, chọn cổ phiếu nào là lướt thì anh chị có thể vào phần lập danh mục ở trong phần lập danh mục này chúng ta có thể à, lựa chọn ra nhóm cổ phiếu an toàn để chúng ta thể lướt sóng được à, xem thử thôi cái nhóm ngành nào tăng trưởng phục hồi chúng ta sẽ tập trung vào nhóm ngành đó ngoài ra thì à, chúng ta cũng có nhiều cách à, hệ thống Finansac là luôn báo à, luôn báo tín hiệu à, real time rồi ở trong cái phần mà ở trong cái phần đăng ký real time ở đây này anh chị đăng ký vào đây này là chúng ta sẽ nhận luôn các cái thị trường mà thông báo real time luôn đó đây thứ nhất ý thứ hai là gì ạ để chúng ta nhìn vào cái yếu tố với dòng tiền đi thì chúng ta cũng có cái điều kiện này điều kiện real time ở đây à, rồi như vậy thì trong phần này mình cũng giải thích qua ta phải lại phần lập danh mục nhé chúng ta chọn ngành thì ở đây mình cứ ưu tiên những cái nhóm ngành phòng thủ thôi về nhóm ví dụ như trong nông tư vấn của mình ấy, thì có chia sẻ về nhóm về công nghệ thông tin đặc biệt là của FPT hay là nhóm về tài nguyên cơ bản này à, nkg hpg các thứ tài nguyên cơ bản thôi nhỉ à, đây rồi chúng ta lựa chọn này anh chị sẽ thấy ngay là những cổ phiếu rất là ok ví dụ như à, hôm nay thực phẩm đồ uống thì có vhc này đang về vùng điều chỉnh ok qns đã đang yếu à, chúng ta có nkg xem thử đi nkg click vào nkg thì nó sẽ ra cái hệ thống khuyến nghị với nkg luôn thì chúng ta sẽ cùng xem thử nkg tốt hay không khuyến nghị về thép nam kim đúng không ạ à, khuyến nghị từ hai ba phiên trước rồi chốt lời rồi nhưng mà chiến lược theo xu hướng vẫn mua mua và dòng tiền lớn nó đầy từ khoảng 20 phiên trước do vậy thì chúng ta chỉ cần xem hệ thống đây là chúng ta đủ giao dịch rồi nhưng đến lúc này để mua thêm ấy, anh chị phải để ý là cái là rủi ro khá là lớn rồi nha à, rủi ro biến động giá khá là cao rồi bây giờ chúng ta giao dịch với nó cái chẳng hạn mua như thế nào thì chúng ta phải đợi chỉnh thôi đợi chỉnh về vùng giá 50 à, đi nền tại đây một thời gian nữa ra mua kỳ vọng về giá tám đó hay là với những cổ phiếu mà cũng đã tăng rất là mạnh ví dụ HPG anh chị có thể mua được này HPG này chúng ta có một cái kênh rút chân ở đây thì ngày mai kỳ vọng giá vượt lên à, cũng cũng là kỳ vọng ở vùng giá 58 hôm nay thì NKG chính thức vượt qua HPG đúng không? À, về về giá trị thị trường cũng khá là hay Ok ạ Ngoài ra thì một số nhóm ngành cảng nữa thậm chí là VHC thì điều chỉnh đó nhưng mà mình cho rằng là đây điều chỉnh theo yếu tố thị trường chung thôi Uh, một số ngành cảng là ví dụ như zamandes này hay là hh này cũng là cơ sở để chúng ta có thể giao dịch thêm trong phiên giao dịch sắp đến thực tế những cổ phiếu khỏe ấy, thì nó cứ khỏe mãi thôi và đến thời điểm này thì nó đang đang tập trung với nguồn, nguồn lực vào những cổ phiếu này ta có thể để ý thêm nhé ờ uh, ngoài ra thì anh chị có thể xem cái nhóm ngành đầu tư theo nhóm ngành xuống cũng được hóa chất thì có về để xem nào, rất nhiều cổ phiếu hóa chất tốt gvr này plc đúng không mà cũng được à, chúng ta có một cổ là PLC đi PLC giữ nền này và chỉ cần mà chạy dài dài một hai phiên nữa thôi chúng ta có thể mua lên kỳ vọng là phải lại giá 57 hay là với cổ à, GVR đi một cổ mình cũng khá là thích GVR đây GVR thì cũng là một cổ chúng ta nên chú ý thời gian đến một cổ nữa có thể nhắc đến là của FPT giống công nghệ thông tin à, mình đã khuyến nghị từ lúc mà thị trường bắt đầu điều chỉnh giảm về trước đây. À, khi mà nó về nền chúng ta bắt đầu mua dần mua dần lên đến thời điểm này VT cũng khá là ổn đúng không ạ Ok đó là một số nhìn nhận trong video ngày hôm nay và một số định hướng giao dịch cho phiên dịch ngày mai nhé mình xin tổng kết lại như sau thứ nhất là thị trường hiện tại không phải là trong trạng thái quá tích cực nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cơ, cơ sở để giao dịch và khi giao dịch thì chúng ta cần phải xác định rất là rõ là rủi ro thị trường đang cao và khi chúng ta mở mua mới thì chúng ta nên tập trung vào những cổ phiếu hưởng lợi à, như mình nhắc lại đó là những cổ phiếu về nhóm ngành dầu khí ở đây anh chị có thể tìm để tìm được này dầu khí này đúng không ạ rất nhiều cổ dầu khí ở trên này nhưng mà anh chị cũng phải để ý là dầu khí hiện tại nó đang ở trong vùng dẫn dắt rất là xa rồi đây, đây là vùng dẫn dắt đây và nó đang có hiện tượng nó rơi xuống như vậy là chúng ta có đu về dầu khí được hay không thì theo mình là cũng rủi ro nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái tài nguyên cơ bản này, cũng rất nhiều cổ phiếu chúng ta sẽ lựa chọn ở đây nhé đó chúng ta sẽ tập trung thêm. Ngoài ra cho anh chị muốn tư vấn thêm anh cả nhà chỉ phần và phần quản trị nhé à, và đăng ký liên hệ ở đây thì mình này anh là Trương Anh Huy Bùi Anh Phát Lê à, sẽ hoàn toàn hỗ, hỗ trợ và ủng hộ à, và tư vấn cho anh chị ở trong phiên luôn, à, real time luôn để chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh hơn và giao dịch một cách chắc chắn hơn nhé. Ok à, cũng thế thôi, cũng xin phép à, không dài dòng thêm. À, xin cảm ơn chị các bạn đã dành thời gian theo dõi và rất hy vọng cả nhà sẽ like share và subscribe video này. Đây là một cái lời động viên rất là lớn uh, dành cho anh em trong đội ngũ của Finansac. Và xin chúc anh chị các bạn ngày mai có một phiên dịch thật sự thành công, thị trường sẽ phục hồi và uh, xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn tạm biệt ạ. <laughs>